kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền đây. Hiện tại em đang ở đây là ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì em hiện tại em đang đứng ở đây là đường nhựa anh chị. Đường nhựa rộng khoảng 6 m. Và trừ lề hai bên vỉa hè là khoảng 8 m anh chị. Và cái hướng em quay trước mặt đây nè là cái hướng đi ra tỉnh lộ 328. Mình trục thẳng luôn nha anh chị, ra đó tầm khoảng 500-600 m gì đó thôi là ra tới tỉnh lộ 328 rồi. Thì ra tới đó thì mình rẽ bên tay phải, thì mình rẽ bên phía tay phải là mình đi ra thị trấn Phước Bửu anh chị. Từ đó mà đi ra thị trấn Phước Bửu thì khoảng đâu đó là 10 cây anh chị. Mà ra ngay chỗ ngã ba, cái chỗ 328 đó là ngay trung tâm xã Hòa Bình luôn anh chị. Và mình rẽ bên tay trái là mình đi Đồng Nai cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Ở ra đó thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc là Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình thì nằm ngoài đó. Ra ngoài tỉnh lộ 328 là nằm ngay đó luôn. Và cái hướng sau lưng mình đây là cái hướng vào khu dân cư anh chị. Thì hiện tại cái khu vực này thì khu dân cư cũng chưa được gọi là đông lắm, cũng có khu dân cư nhưng mà chưa đông lắm đó. Có vài nhà trong này, ở bên này cũng có vài nhà nữa anh chị. Thì đây em xin giới thiệu với anh chị cái lô đất đây đó. Mặt tiền của mình là được 15 m nha anh chị, 15 m, và sâu là một bên này, sâu bên này là sau 60 đó, ranh từ đây qua tới bên này anh chị, qua tới bên này, rồi bên này sâu khoảng là 53 m, 54 m. Và mình đang có hai mặt tiền đường nha anh chị, một mặt tiền đường ở đây và một mặt tiền ở đằng sau. Hiện tại gia chủ mình đã khóa lại, tại vì trong vườn đang trồng cây cối á, cây ăn trái ở đây đều khóa lại. Phía sau sẽ có một con đường. Thì hiện tại trong đất mình á, hiện tại đang trồng cây điều á anh chị, cây điều và chuối. Cái trồng rất cũng nhiều chuối. Thì hiện tại bất động sản của mình là nó như vậy. Trong sổ mình á sẽ là 18 m. Đây 18 m. Đó. Và ở sau á là sau hậu á là 15 m. Nhưng mà gia chủ mình đã làm một cái giấy tay giữa chủ đất bên này và đất của mình là nó nắng cho nó thẳng lại, tại vì bên này, phía bên này nó bị cong á, trên cái sổ là bị cong qua bên này tí. Thì nên là gia chủ mình chỉ làm một giấy tay là 15 m cho nó thẳng vuông vức luôn. Đó. 15 m cho nó thẳng vuông vức và hậu cũng là 15. Thì cái giấy tay này được trưởng ấp ký và hai bên đều ký, là có người làm chứng hết nha anh chị Liên. Thì đất tại gia chủ mình làm đất cho nó vuông vức, cho nó đẹp anh chị. Thì hiện tại đất mình á là chưa có thổ cư nha chị, nhưng mà quy hoạch là quy hoạch Phủ Hồng. Hiện tại là nằm thuộc xã thôi, nhưng mà quy hoạch là quy hoạch đất ở đô thị anh chị, đô thị. Thì cái này cũng đang đề xuất lên làm thị trấn xã, thị trấn Hòa Bình á, không là xã nữa, sẽ lên thị trấn Hòa Bình. Đây. Ở khu vực này thì điện đã tới nơi rồi anh chị. Điện tới nơi rồi. Thì hiện tại gia chủ mình đang muốn bán với giá bất động sản này là đang muốn bán giá là 150 triệu một mét. Tính ra là, nếu mà tính ra tổng tiền thì 2 tỷ 250 triệu đồng. Mét vuông thì khoảng đâu đó gần 800 mét vuông á chị, 700 mấy, gần 800 mét vuông á. Anh tính xem thôi. Khí hậu ở đây thì mát mẻ chị, cây cối rất là nhiều. Cực kỳ mát mẻ.
giao thông ở đây và hạ tầng ở đây thì rất là chỉnh chu, đường lá ngó nhựa, và từ Sài Gòn về đây thì khoảng là 2 tiếng 2 tiếng rưỡi gì đó và tới đây. Ở chỗ này thì rất thích hợp làm anh chị làm cái nghỉ dưỡng cũng được này, hoặc là đầu tư để đâu lâu dài cũng rất an toàn. Đức mình thì có cái nhược điểm là nằm ngay cái khúc cong cong này, mà cong này cũng không đáng kể đâu, cong không cong lắm, với lại một trụ điện nằm trong đất nè. Nhưng mà anh chị có thể bỏ tiền ra mình dời trụ điện ra bên hông bên góc cũng được nha anh chị. Này trụ điện này dời được anh chị. Rồi em xin tạm dừng video tại đây. Thì anh chị có muốn xem thực tế đất thì liên hệ em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.